Thưa quý vị, chào bà con, ô nhiễm môi trường, trong đó có ô nhiễm môi trường do chăn nuôi, đã và đang là một trong những mối quan tâm chung của toàn xã hội. Chính vì thế, trong các vô số các nguyên nhân gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguyên nhân do không đảm bảo vệ sinh an toàn trong chăn nuôi. Bên cạnh đó thì người chăn nuôi đã tự tìm cách kết hợp xây dựng mô hình chăn nuôi heo với việc xây dựng hầm ủ khí sinh học bioga để hạn chế ô nhiễm môi trường và đồng thời tăng cao hiệu quả sản xuất. Như vậy thì việc nuôi heo kết hợp với xây dựng hầm ủ khí sinh học bioga như thế nào, làm sao để hiệu quả, đã và đang được nhiều hộ chăn nuôi quan tâm. Chương trình Phú Lâm hôm nay sẽ cung cấp cho quý vị và bà con những kiến thức cơ bản này. Mời quý vị và bà con chúng ta cùng theo dõi. Cách đây 18 năm, đang làm việc trong một công ty chăn nuôi liên doanh với nước ngoài với mức lương khá cao, bác sĩ thú y Lương Đức Duy đột ngột xin nghỉ việc để đến ấp Nhân Đức, xã Xuân Mộc, huyện Xuân Mộc xây chuồng nuôi heo. 18 năm gắn bó với con heo, dù là bác sĩ thú y nhưng không ít lần anh Duy phải trả giá đắt vì thất bại. Song mỗi lần thất bại là một lần giúp anh có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu. Tôi thấy trang trại nuôi heo của anh ngày càng được mở rộng. Từ vài chục con ban đầu, nay dao động từ 900 đến 1.100 con. Với quy mô nuôi lớn, trang trại heo không tránh khỏi việc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình và những hộ xung quanh. Vì thế, anh Huy đã tìm mọi cách để hạn chế việc thải phân heo và nước tán heo ra môi trường. Với phương pháp nuôi heo trên sàn, còn gọi là nuôi khô và xây hầm ủ khí sinh học bioga để lấy phân heo làm chất đốt. Việc đầu tư nuôi heo trên sàn tuy cao, nhưng ưu điểm lớn nhất là chuồng heo luôn sạch, một tuần chỉ cần tắm heo một lần. Lượng phân heo thải ra môi trường chỉ bằng 1/5 so với cách nuôi truyền thống. Ngoài ra, nuôi heo trên sàn còn hạn chế được dịch bệnh do môi trường không bị ô nhiễm và heo nhanh lớn. Còn xây hầm bioga không những làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn giảm chi phí cho người chăn nuôi, vì lượng ga lấy từ phân heo có thể dùng để nấu ăn hàng ngày. Cũng từ nguồn ga này, anh Huy còn dùng để chạy máy nghiền bắp. Chỉ riêng việc thay dầu và điện dùng để nghiền bắp bằng ga, mỗi ngày đã tiết kiệm được 300.000 đồng. Theo anh Huy, từ khi áp dụng mô hình chăn nuôi heo với xây hầm ủ khí sinh học bioga, mùi hôi trong trang trại giảm hẳn, lượng amoniac từ nước thải của heo không còn đậm đặc như trước. Vì thế, môi trường xung quanh khu vực trang trại luôn được bảo đảm trong lành. Thưa quý vị và bà con, lúc này đây thì chúng tôi đang có mặt tại trang trại nuôi heo của gia đình anh Lương Đức Duy ở ấp Nhân Đức, xã Xuân Mộc, huyện Xuân Mộc. Với số lượng nuôi heo từ 900 con đến 1.100 con một đợt thì trung bình mỗi tháng anh Duy thu về lợi nhuận trên dưới 100 triệu. Tuy nhiên bên cạnh đó thì anh cũng đã bỏ ra nhiều công sức để đầu tư, đúc kết được nhiều kinh nghiệm. Và chúng tôi sẽ giúp cho quý vị gặp gỡ, tìm hiểu những cái kinh nghiệm nuôi heo kết hợp với xây hầm ủ khí sinh học bioga của anh Duy nha. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Xin chào anh Duy. Anh Duy đang chăm sóc đàn heo của mình hả? Đúng rồi. Cái lứa heo này anh nuôi được khoảng bao lâu rồi? Tính từ ngày bắt đầu nó xuống đây thì nó được 1.5 tháng rồi. Anh Duy nè, thì khi mà trung bình mỗi lứa heo anh nuôi khoảng mấy tháng thì có thể xuất chuồng rồi? Đó mà tính từ ngày nó cai sữa thì là 4 tháng cho đến 4 tháng một tuần. Còn nếu mà tính từ ngày đẻ thì khoảng 160 ngày thì mới xuất chuồng. Em được biết là anh nuôi heo nái để con giống rồi anh nuôi thành heo thành phẩm đúng không ạ? Đúng rồi. Theo anh thì khi lúc ở đây thì đang đứng ở trong một cái trang trại nuôi heo với số lượng lớn như vậy thì tại sao không ngửi được cái mùi hôi ạ? Bởi vì thứ nhất là mình xử lý cái môi trường bằng bioga. Tất cả các chất thải của trong trang trại là mình xuống cái hầm bioga ngoài kia. Rồi từ cái chỗ đó mình ủ lấy khí, rồi khí mình sẽ dẫn qua các cái túi chứa như thế này. Các cái túi chứa nó đưa vào trong nhà kho, rồi mình chạy máy phát điện, rồi mình chạy máy để mình xây bắp. Nuôi heo kết hợp với xây hầm ủ khí sinh học bioga như thế này thì cái lượng phân mà anh thải ra môi trường nó giảm nhiều không ạ? Thì mình thấy nếu mà không có xử lý của hầm ga thì cái lượng chất thải thải ra môi trường mình nghĩ chắc có lẽ là không thể nuôi được. Bởi vì cái lượng mình cứ tính cái khối lượng thức ăn rồi nó ra cái khối lượng phân
thì như trang trại của mình một ngày sử dụng từ 2 đến 3 tấn cám thì nó sẽ ra hàng tấn phân hàng ngày. Yeah. Thì như vậy nếu mà mình không xử lý cái hệ thống yoga thì mình cứ tưởng tượng một tấn phân nó đưa ra môi trường thì nó như thế nào đúng không ạ? Còn nếu mà mình có hồng ga, mình có túi ga sinh học, mình sử dụng những tấn phân đó, mình chuyển đổi nó phân hủy hết, rồi mình lấy cái khí đó để mình sử dụng cho những cái việc như là mình nói là xây bắp rồi đó. Yeah. Khi mà áp dụng cái mô hình này thì nó cũng giảm thiểu được ô nhiễm môi trường rất nhiều đúng không? Đúng rồi. Thường thường thì anh nuôi như thế này, anh chăm sóc như thế này thì khoảng mấy ngày thì anh dọn dẹp vệ sinh một lần? Cái này thì nó nói về dọn dẹp vệ sinh thì theo cái quy trình của nó thì cứ mỗi buổi sáng mình đẩy phân xuống cái bể tắm của nó. Nếu mà trời mà mưa á, dầm trời lạnh á thì mình không cần phải tắm nó, mình chỉ cần thay cái nước cho nó thôi. Thay cái nước đó là được rồi. Còn những hôm mà trời thì mà nóng á thì mình có thể thay nước đồng thời là mình tắm mát cho heo luôn. Yeah. Thì nó cứ một ngày một lần như vậy là được. Đầu tư nuôi heo kết hợp với xây hầm ủ khí sinh học bioga này thì nó tốn kém nhiều không anh? Theo mình nghĩ thì cái mô hình trại của mình là mô hình trại hở, và cái túi bioga là mình dùng túi ni lông thì cái vốn đầu tư ban đầu của nó không có cao, giống như là các hệ thống trại kín, cũng giống như là cái hầm bioga mà xây đúc thì cái hiệu quả đầu tư nó sẽ thấp hơn. Thì anh thấy cái lợi được nhất mà khi mà mình áp dụng cái mô hình này nó như thế nào? Mình thấy rằng là cái áp dụng cái mô hình túi bioga mình thấy cái lợi rõ ràng như thế này. Thí dụ giả sử như hai cái máy chạy xay bắp của mình á, nếu mà một ngày mà 1.200 tấn bắp á thì mình phải tốn đến nếu mà đi mua dầu á thì phải khoảng cỡ 500.000 tiền dầu. Còn bây giờ mình xài khí thì mình không có mất cái khấu tiền đó hàng ngày. Xin cảm ơn anh Duy. Cũng như là thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin chúc cho anh ngày càng phát triển cái trang trại mình nó quy mô hơn và đồng thời tạo ra những cái sản phẩm thực sạch để cung cấp cho thị trường. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý vị, chào bà con nông dân. Ở nông thôn hầu như thì gia đình nào cũng nuôi heo, ít thì vài con vài chục con, nhiều thì hàng trăm hàng ngàn con. Tuy nhiên nuôi với quy mô lớn thì không phải ai cũng nuôi thành công. Bên cạnh đó thì nuôi như thế nào để vừa đạt được lợi nhuận cao vừa không làm ảnh hưởng đến môi trường. Thời gian còn lại của chương trình, bác sĩ Lê Đình Công, trạm trưởng trạm khuyến nông huyện Xuyên Mộc và kỹ sư Lương Đức Duy sẽ là người hướng dẫn những cái kỹ thuật cũng như là kinh nghiệm nuôi heo kết hợp với xây hầm ủ khí sinh học bioga. Mời quý vị và bà con chúng ta tiếp tục theo dõi. Xin chào anh Công, xin chào anh Duy. Anh Công hiện nay thì cái mô hình nuôi heo kết hợp với xây hầm ủ khí sinh học bioga trên địa bàn tỉnh của chúng ta có nhiều không ạ? Nói chung là cái tình hình mà xây bioga này đó là từ năm 96-97 mà cho đến bây giờ đó thì trung tâm khuyến nông đó đã hỗ trợ là trên dưới 3-4 ngàn cái. Theo anh thì cái điều kiện nuôi heo với quy mô như thế nào thì bà con nông dân có thể xây được hầm? Còn đối với những cái hộ mà nuôi vừa và nhỏ thì họ có nên cần phải xây hầm bioga này không ạ? Nói về cái xây hầm bioga này thì là không cần phải tùy theo cái trại, tùy theo cái hộ gia đình, chứ không phải là như thế nào mới xây được. Ví dụ như người ta có thể nuôi từ 10-15 con heo thịt. Trong đó có 4-5 con heo nái là có thể là áp dụng một cái hầm bioga để cho gia đình người ta nấu ăn là tốt rồi. Theo anh thì xây dựng cái mô hình nuôi heo kết hợp với xây hầm ủ khí sinh học bioga này thì nó như thế nào là phù hợp ạ? Nếu mà mình nói đến xây cái hầm bioga như phù hợp á thì cái thứ nhất là về cái người dân phải am hiểu. Nếu người ta tự lắp đặt á, còn người ta không lắp đặt được thì người ta phải kêu thợ. Tại vì sao? Nếu mà xây một cái hầm mà nó không phù hợp, nó không thích nghi thì cái vấn đề mà khi chất thải ra và túi nó không có ủ được thì do đó từ chỗ đó đó thì nó không dẫn đến môi trường là mình đã giải quyết được cái vấn đề chất thải và gây hạn chế ô nhiễm. Còn nếu mà cái người ta rành rồi đó thì người ta có thể là tự lắp đặt được. Mà nói chung là cái phù hợp nhất của bioga là nó là gì, làm sao cái túi đó, cái hầm đó nó đảm bảo ủ được và nó lên khí được để mà coi như trưng dụng. Còn đối với anh Duy thì sao ạ? Thì với kinh nghiệm nhiều năm trong chăn nuôi thì theo anh thì xây dựng cái mô hình ủ khí sinh học bioga này như thế nào là phù hợp? Theo tôi thì cũng giống như cái xưa bác sĩ Lê Thành Công nói là tùy theo cái công suất nuôi của một cái trang trại hoặc là một hộ gia đình lớn nhỏ thì mình sẽ thiết kế làm một cái hầm bioga cho nó phù hợp với cái công suất mình nuôi. Ví dụ như là mình nuôi thì nó cũng có những cái tỷ lệ
mặt khoa học nó có một cái tỷ lệ, thí dụ như là một ngày anh thải ra môi trường bao nhiêu mét khối nước thì anh làm cái hầm bioga bao nhiêu khối để cho nó tương thích với lại cái nước thải mình thải ra. Hiện nay thì đối với những cái hộ nông dân của chúng ta, họ có thể tự xây cái hầm này không được? Bioga nó rất là nhiều cái mô hình, không riêng gì túi ủ, không riêng gì hầm xây, có thể là một số vấn đề mô hình là người ta có thể đặt nổi trên đất luôn. Người ta dùng những cái lưu hoặc là những cái phi, người ta có thể là hốt phân đổ rồi đó. Thì nói về mà cái công nghệ mà làm á, thì khi mà có nhiều người dân người ta có cái sáng ý á, thì nhiều khi mình chỉ qua một lần người ta làm được. Nhưng mà đối với những cái hầm xây đó thì nên cẩn thận. Tại vì nếu mà xây mà chỉ cần sơ suất chút xíu thôi thì coi như nguyên cái hầm bioga đó đập bỏ. Hiện nay thì cái việc nuôi heo kết hợp với xây hầm ủ khí sinh học bioga thì nó có tác dụng như thế nào đối với môi trường ạ? Cái này cũng rất là quan trọng trong chăn nuôi. Cái thứ nhất là những cái người dân mà người ta đang có cái trại nho nhỏ mà gần khu dân cư đó. Sau khi qua quá trình mà những năm trước đó, là chúng tôi khảo sát thấy rằng là những cái hộ mà sau khi người ta đã biết chứng dụng bioga này, cái mùi hôi ở gần đó, ở xung quanh cái môi trường đó nó giảm thiểu rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là về cái khí này nè, nó cũng ảnh hưởng đến cái đàn heo. Từ đó khi mà làm được bioga như vậy đó thì đương nhiên cái đàn heo cũng hạn chế được cái một số cái mầm bệnh ở trong chăn nuôi. Trong quá trình mình áp dụng cái mô hình này thì heo sẽ thường gặp những cái bệnh gì và cách phòng trị như thế nào ạ? Như vừa qua thì cách đây chừng năm 2004 đó, cái chương trình của chúng tôi là có làm cái chương trình chung khớp kính, là sau khi heo lên chuồng sàng rồi là bên cạnh đó là làm bioga để cho người ta học tập, đó là môi trường khớp kính. Bên cạnh đó thì như này là khi mà heo, những con heo mà không ở chuồng sàng đó thì nó xúc chi cái nền đó thì nó dễ bị bệnh đường ruột. Cái thứ hai nữa là trong cái môi trường ẩm thấp á thì nó cũng có một cái bệnh, đó là cái mycolabma, đó nó cũng ảnh hưởng rất là lớn. Nhưng bên cạnh đó, sau khi mà chúng tôi hướng dẫn cho người dân áp dụng cái mô hình chuồng sàng kết hợp bioga thì vấn đề bệnh E. coli cũng như bệnh đường ruột cũng như cái myco thì nó giảm thiểu rất là nhiều. Còn đối với anh Duy thì sao ạ? Với kinh nghiệm theo được biết thì anh đã 18 năm trong cái nghề này đúng không ạ? Thì theo anh thì anh để giúp bà con nông dân của chúng ta muốn đàn heo phát triển nhanh cũng như là ít bệnh thì anh có những cái kỹ thuật nào hướng dẫn cho bà con, ví dụ như là chăm sóc nè, cho ăn nè, cũng như là các loại thức ăn trong quá trình thời gian heo sinh trưởng cũng như là vệ sinh chuồng trại như thế nào ạ? Thì cũng xin thưa với anh là để mà chăn nuôi nó có hiệu quả mà nó đỡ dịch bệnh thì mình nên khuyên có mấy điều căn bản như này. Thì khi mà anh nuôi chăn nuôi thì anh cố gắng làm sao tạo cái môi trường chăn nuôi cho nó thật là sạch sẽ, thoáng mát, hợp vệ sinh cho con thú và cũng hợp vệ sinh cho cái người sống ở đó nữa. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề về dinh dưỡng, cái thức ăn cho con heo nó phải được đảm bảo đầy đủ những cái chất dinh dưỡng cần thiết để cho con heo nó phát triển. Nếu mà ăn để cho cái chất dinh dưỡng nó bị suy giảm kéo dài thì nó sẽ làm suy giảm cái hệ thống miễn dịch của cái đàn heo của anh. Thì cái đàn heo của anh khi có trong vùng dịch tễ mà có mầm bệnh thì nó sẽ khó chống đỡ và sẽ trở lên ổ dịch. Qua cái quá trình chăn nuôi như thế thì anh có rút ra những cái kinh nghiệm như thế nào không ạ? Kinh nghiệm của mình thì mình thấy như thế này này. Thí dụ giả sử như là mình trong một cái trang trại mình đang nuôi bình thường, mình nghe thông tin là có những cái vùng dịch xảy ra ở những địa phương lân cận hoặc là xa hơn thì mình sẽ tổ chức một cách phòng chống trước. Thí dụ như mình hạn chế cái chuyện mà ra vào trại, rồi ngăn cách ly độc lập. Cái thứ hai nữa là mình xem cái đàn của mình trong trại, trong chuồng của mình, mình đánh giá tình hình sức khỏe của cái đàn heo của mình. Ví dụ như nếu mà dịch về viêm phổi như BBRS hoặc là những cái hội chứng viêm phổi thì mình nên giảm cái mật độ chăn nuôi ra. Tại vì làm ăn kinh tế mà mình nuôi nhiều thì mình có lợi nhuận nhiều. Nhưng mà lúc đó mình, nếu mình ham lợi nhuận quá mà mình để cái mật độ nó dày đặc quá mà trong khi đó xung quanh của mình là cái môi trường dịch bệnh nó đang rất là nóng mà mình để cái mật độ nó cao thì nguy cơ dịch của mình ngay cả mình cũng là cao. Thế cho nên là mình giảm mật độ ra bằng cách là mình tìm chuồng để giãn ra hoặc là mình bán để mình cho cái đàn heo của mình nó giãn rộng ra để giảm thiểu cái nguy cơ xảy ra ổ dịch. Với chức năng là nhà chuyên môn hướng dẫn cho bà con những kỹ thuật thì anh có những cái lời khuyên nào đối với những hộ nông dân nuôi heo cũng như là áp dụng cái mô hình này? Nói là luôn luôn là bà con mình nếu mà chăn nuôi heo mà có một cái quy mô đàn tương đối lớn hoặc là vừa thì mình cũng nên áp dụng cái mô hình này. Cái thứ nhất là để đảm bảo cái môi trường xung quanh cho hàng xóm láng giềng, cái thứ hai là cho cộng đồng dân cư ở đó.
Và một cái vấn đề nữa là đó là đảm bảo luôn cái môi trường của trại của mình nó được tốt hơn. Xin cảm ơn anh Công đã tham gia chương trình với chúng tôi. Xin cảm ơn anh Duy. Thưa quý vị và bà con, kỹ sư Lương Đức Duy và bác sĩ Lê Đình Công, trạm trưởng trạm khuyến nông huyện Xuyên Mộc, vừa hướng dẫn cho chúng ta những cái kỹ thuật cũng như là cái kinh nghiệm nuôi heo kết hợp với xây hầm ủ khí sinh học bioga. Chúng tôi rất mong bà con sẽ áp dụng thật hiệu quả vào việc xây dựng chuồng trại nuôi heo để hạn chế ô nhiễm môi trường, dịch bệnh và đồng thời nâng cao thu nhập. Đến đây thì chương trình khuyến nông đã hết. Mọi thắc mắc bà con có thể gửi thư về Ban Khoa giáo dục luật Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, hoặc có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại 0643 702073. Chúng tôi sẽ liên hệ với các ngành chức năng để trả lời những thắc mắc của bà con. Giống như thường lệ, chương trình khuyến nông sẽ được phát sóng vào lúc 20:45 thứ bảy và phát lại vào lúc 9:10 thứ ba hàng tuần. Bà con nhớ sắp xếp thời gian để đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.